Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ Thùy Dương đến từ hệ thống nha khoa Hoàng Dung Bắc Ninh. Hầu hết các bậc phụ huynh không có thói quen đưa trẻ đến khám răng miệng định kỳ, chỉ khi nào trẻ kêu đau hoặc thấy răng của trẻ bị đen nhiều chỗ mới dẫn trẻ tới khám. Có phụ huynh nghĩ rằng răng sữa của trẻ bị sâu thì không cần điều trị vì sớm muộn gì chúng cũng được thay thế bởi răng vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi răng sữa sâu mà không được điều trị có thể lan rộng, lan sâu dẫn tới viêm tủy răng và gây đau cho trẻ. Ngoài ra, viêm tủy răng sữa còn có thể do những viêm nhiễm quanh răng hoặc là chấn thương do trẻ bị ngã, bị va đập gây ra. Bệnh viêm tủy răng sữa ở trẻ nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, có thể là viêm xương hàm, u hạp, nan chân răng và các biến chứng khác. Và biến chứng nặng nhất mà viêm tủy gây ra là trẻ bị mất răng sữa sớm, khi đó sẽ ảnh hưởng đến việc thay răng vĩnh viễn và sức khỏe răng miệng của trẻ về sau. Vì vậy, ngay khi thấy trẻ kêu đau hoặc phụ huynh thấy lỗ sâu trên răng, chỗ lợi bị sưng và các bất thường khác, cần đưa trẻ đi khám và điều trị kịp thời. Và tốt nhất, cần cho trẻ đi khám định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện và điều trị sớm. Trên đây là thông điệp tôi muốn gửi tới các bậc phụ huynh. Các bậc phụ huynh hãy lưu ý để trẻ có hàm răng khỏe mạnh nhé. Tôi là bác sĩ Thùy Dương đến từ hệ thống nha khoa Hoàng Dung Bắc Ninh. Xin tạm biệt.